Đỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2017. Thành Luân chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị một số sản phẩm tranh gỗ được đục chạm thủ công bằng gỗ vụ và gỗ hương đỏ của Nam Phi. Ở trên màn hình quý vị đang thấy đây là những cái đôi cá chép bằng gỗ vụ được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi hoàn thiện xong phần mộc và phần hoàn thiện PU. Và phía bên cạnh bên tay phải màn hình quý vị đây là hai chiếc đốc lịch đục tích tam đa phúc độc thọ đục kênh bong ngoài móc theo lối 4D theo không gian 4 chiều. Quý khách nhìn chiều nào cũng đẹp. Trước tiên thì chúng tôi quay tổng thể này để quý vị cùng chiêm ngưỡng. Ngày hôm nay chúng tôi là giới thiệu gồm có một đôi tranh ní ngư vọng nguyệt gỗ vụ đang để mọc, hàng VIP, hàng phải nói là đẳng cấp nhất từ trước đến nay của đồ gỗ Thành Luân tôi. Và tiếp theo là hai đôi tranh cá chép số 1 và số 2 có đồng kích thước và kiểu dáng mẫu mã. Tiếp theo thứ ba thứ tư là một chiếc là một đôi đốc lịch, một chiếc bằng gỗ vụ và một chiếc bằng gỗ hương đỏ của Nam Phi. Đầu năm chúng tôi cũng đã giới thiệu một chiếc đốc lịch rồi, đã có khách hàng đăng ký, và tiếp theo ngày hôm nay chúng tôi ra mắt tiếp hai chiếc nữa. Video quý vị đang xem được chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân nằm tại khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Nó nằm là thuộc vào đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân. Đầu là Ngải Khê. Và đi vào đường nét chi tiết thì Thành Luân xin giới thiệu trước tiên là đôi cá chép chúng tôi đang để mộc đây. Hàng này là hàng khủng, hàng vĩ đại, hàng cực kỳ là dày và được đục chạm theo đúng lối 4D. Chúng ta có thể nhìn không gian 4 chiều. Một lối làm cá chép hàng độc nhất này của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đã mang đến cái thương hiệu chúng tôi trong nhiều năm qua. Kích thước của đôi tranh cá chép đang để mộc này là rộng 55, cao 1m28 và độ dày, dày 9 phân. Để mà kiếm một miếng gỗ vụ mà dày 9 phân đến thời điểm này thì rất chi là khó. Và ngày tổng gỗ Thành Luân chúng tôi đã có được cái sản phẩm đặc sắc này. Quý khách nào có thiện chí muốn sở hữu cái đôi cá chép đỉnh độc này có thể liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi 0967 11 0389 hoặc 0972 770 888. Đây, chúng ta cùng đi vào đường nét chi tiết của đôi cá chép này. Lý ngư vọng nguyệt được đục chạm thủ công 100% bằng tay. Đây, cái kênh bong này, cá chép này là rất lớn, nhưng mà còn chú cá chép này mà ở ngoài đời thật thì nó phải lên đến gần một yến thịt. Được đục chạm rất chi là tinh xảo, khách có thể thấy được. Và phía dưới đây là gia đình thủy tộc cũng có tôm cua cá, nó rất ý nghĩa, được gọi là cá chép trông trăng hoặc là lý ngư vọng nguyệt cũng được. Đôi cá chép này là có chiều dày là 9,5 phân và chiều cao là 1m28 và chiều rộng là 55 phân. Nó rất to, rất rộng, rất cao và dày 9,5 phân, phải nói là cực dày. Và tiếp theo ở hai phía bên cạnh đây là đôi số 1 và đôi số 2 chúng tôi đã hoàn thiện. Và đôi số 1 chúng tôi là full PU màu gần giống gỗ hương. Và phía bên cạnh là đôi số 2, đôi full màu nguyên bản của gỗ. Chúng ta cùng đi vào đường nét chi tiết. Và hai đôi số 1, số 2 này có kích thước là 50 x 1m09 và dày 6 phân. 50 x 1m09 và dày 6 phân cũng được đục chạm thủ công, kênh bong ngoài móc, đục theo đúng lối 4D. Được kênh bong. Khách nào muốn sở hữu các sản phẩm này liên hệ trực tiếp với Thành Luân. Tranh cá chép lý ngư vọng nguyệt này treo trong gia đình là rất có nhiều ý nghĩa. Rất đẹp. Trước đây chúng tôi đã có những đôi cá chép bằng gỗ hương đỏ xịn của Lào. Ngày chúng tôi cũng đã bán và bàn giao cho các khách hàng ở thành phố Hà Nội. Nhưng mà thời điểm gần đây thì gỗ hương nó nên giá là rất chi là nhiều. Đây là chúng tôi là sản xuất gỗ vụ. Gỗ vụ thì cũng là
đang cái giá thành nó rất chi là cao, nhưng mà chúng tôi là sản xuất ra để phục vụ du khách, phục vụ quý vị. Thì chúng tôi cho ra những cái sản phẩm gỗ gụ này thì giá thành nó thấp hơn so với gỗ hương một chút ít, nó phù hợp với những gia đình hai đôi số 1 đôi số 2. Số 1 thì chúng tôi phun màu giả hương và số 2 chúng tôi nguyên bản trần. Và đôi lớn kia cao 1m28 và rộng 55. Đây đấy là đôi dài 9 phân rưỡi, nó rất chi là khủng. Quý vị nhìn trên màn hình nó như này thôi, nhưng mà thực sự ra nhìn ở ngoài đời thì nói là nó đúng là một tuyệt phẩm, nó rất chi là công phu. Và tiếp nữa là phía bên này là hai chiếc đốc lịch cũng là rất lớn. Một chiếc bằng gỗ vụ có kích thước là 1m20 x 62 và dày 8 phân rưỡi, được đục chạm thủ công 100% bằng tay. Và chiếc gỗ hương đỏ của Lam Phi là 1m17 rộng 62 phân, cũng dày 8 phân rưỡi. Quý vị cùng đi vào đường nét chi tiết, đục theo đúng lối 3D và kênh bong moi móc. Cái sản phẩm này do những nghệ nhân gốc nghề của Thành Luân chúng tôi thực hiện. Quý khách có thể về trực tiếp đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để tham quan và mua sắm. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các cơ sở, khách nên về những cơ sở nào uy tín để xem hàng. Những cơ sở lớn như đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, và trên thị trường thì cũng còn rất nhiều các cơ sở lớn khác, khách lên về thực tế mục sở thị tại cơ sở, mắt thấy tay sờ. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi có hàng ngàn sản phẩm, và chúng tôi có những cơ sở rộng hàng ngàn mét vuông trưng bày hàng ngàn sản phẩm. Khách có thể về trực tiếp và thấy được chúng tôi là nói thế nào, là chúng tôi là có đúng như vậy, để tránh bị lừa. Quý khách nên lưu ý. Ở đây là bức bằng gỗ hương đỏ của Lam Phi. Gỗ hương đỏ Lam Phi này thì giá thành bây giờ nó cũng thấp hơn so với cả dòng gỗ gụ và gỗ hương. Hương đỏ xịn. Hôm nay là 22 tháng 4 năm 2017, chúng tôi giới thiệu một lô các cái sản phẩm và tranh gỗ. Và ngoài các cái tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt cá chép này và tranh đốc lịch gỗ gụ này, Thành Luân chúng tôi còn hàng ngàn các cái bộ tranh khác, ngàn sản phẩm tranh, ví dụ như tranh đồng quê này, tranh vinh quy bái tổ này, tranh thuận buồm xuôi gió này, và tranh mã đáo thành công này, rất nhiều, và tranh tứ quý nữa. Chúng tôi có hàng vài chục bộ tranh tứ quý đang được trưng bày tại nhà, toàn bộ là hàng được đục chạm thủ công của kênh bong ngoại móc. Quý vị có thể về đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để chiêm ngưỡng. Quay trở lại với cái sản phẩm này, nhân vật chính trong cái clip này chúng tôi giới thiệu là 3 đôi tranh cá chép và 2 chiếc đốc lịch bằng gỗ được chạm thủ công kênh bằng ngoài móc. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách. Xin chào quý khách trong những video clip sau.